cho họ kiến thức ở nước ngoài có xài được ở Việt Nam hay không? Cha mẹ sẽ mong con mình lấy được quốc tịch nước ngoài. 90% các bạn sẽ thất bại, 9% các bạn sẽ trả giá rất đắt. Chào mọi người, trong phạm vi video này, Ti sẽ tập trung phân tích những trường hợp đi du học tự túc thôi. Vì trong những trường hợp này, gia đình các bạn phải bỏ ra khá nhiều tiền. Một số gia đình còn phải vay tiền cho con đi du học. Chiêu trò khai khống tài khoản ngân hàng chứng minh giả thu nhập để con cái được cấp visa, trong khi lợi ích của việc đi du học thì lại không rõ ràng, không nói là tiền mất tật mang. Vậy thì mục đích chính của việc đi du học là gì? Điều ưu tiên là phải làm rõ đi du học mình sẽ được cái gì. Thi là người thực tế, đi du học là đầu tư. Vậy thì tôi bỏ ra bao nhiêu tiền và tôi mua được cái gì? Cái đó có đáng với những gì bỏ ra hay không? Mình làm rõ luôn là đi du học các bạn không chỉ chịu rủi ro về tiền bạc mà còn thời gian, sức khỏe, thậm chí là cơ hội mất những thứ khác mà đáng lý ra ở Việt Nam các bạn sẽ được hưởng. Bây giờ chúng ta phân tích chi tiết ha. Cái dễ thấy nhất là khi đi du học chúng ta sẽ có kiến thức ở nước ngoài. Thì muốn nhấn mạnh lại là kiến thức ở nước ngoài. Cho hỏi kiến thức ở nước ngoài có xài được ở Việt Nam hay không? Câu trả lời là hên xui. Mà xui nhiều hơn hên. Bởi vì trường đại học bên này họ thiết kế khóa học dành cho người bản xứ bên này và để phục vụ thị trường lao động ở bên này. Các bạn có chắc thị trường lao động ở các nước phát triển có văn hóa làm việc, có quy trình làm việc giống như ở Việt Nam hay không? Hay bạn học xong rồi về không áp dụng được? Mức lương khi về nước là thứ các bạn nên quan tâm. Các bạn phải bỏ ra trung bình tầm 1 tỷ đồng cho 3 năm học cử nhân. Mỗi nước, mỗi ngành học là có cái mức học phí khác nhau. Mình chỉ tính trung bình thôi. Rồi sinh hoạt phí, hoặc chăng một số nước cho phép sinh viên đi làm ít giờ như là Úc, New Zealand, Canada thì nếu các bạn chịu khó cũng kiếm được ít thì đỡ được tiền sinh hoạt phí. Nhưng như Mỹ chẳng hạn thì không cho đi làm hoặc là rất hạn chế, cho nên coi như là bó tay. Nói chung là các bạn sẽ tốn khá nhiều tiền, tầm 1-2 tỷ gì đó. Với tấm bằng, cho dù là tốt nghiệp nước ngoài nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc thì lương trung bình của các bạn cũng y như dân tốt nghiệp đại học trong nước thôi. Giá thị trường là từ 10 đến 15 triệu. Bạn mất bao lâu để gỡ vốn được tiền của cha mẹ? Dĩ nhiên là vẫn có những bạn xuất sắc, mức lương là 1-2 ngàn đô, nhưng mà số này rất ít, không thể lấy họ làm đại diện được. Bây giờ mới là lý do chính mà các bậc phụ huynh khi cho con mình đi du học, cha mẹ sẽ mong con mình lấy được quốc tịch nước ngoài. Đây là cái ý chủ quan của Thi thôi, nhưng theo quan sát thực tế thì số người muốn định cư sau khi đi du học là rất nhiều. Gần như là ai cũng muốn luôn á, chỉ có cái là khó quá, không lấy được, hoặc là gia đình giàu quá rồi, ngại khó nên là về sớm thôi. Chứ lấy quốc tịch xong rồi về thì cũng chả nói gì. Nhiều khi lấy quốc tịch mới là lý do chính để các bạn đi du học, chứ không phải là vì bằng cấp ở nước ngoài đâu. Thật lòng với nhau vậy luôn á. Không bàn đến cái tư tưởng định cư sau khi đi du học là đúng hay sai ha. Bây giờ ta phân tích xem là cái cơ hội để lấy quốc tịch bằng con đường du học nó có khả thi hay không. 90% các bạn sẽ thất bại, 9% các bạn sẽ trả giá rất đắt. Ở đây Ti phân tích khoanh vùng nước Úc thôi nha, tại vì mình học ở đây cho nên hiểu được những cái góc khuất trong cái vấn đề di trú ở đây. Kinh tế thế giới những năm gần đây đang suy thoái, kinh tế Úc đặc biệt là lệ thuộc kinh tế Trung Quốc, xuất khẩu chủ yếu cho Trung Quốc giảm từ 40% xuống 32% những cái năm gần đây. Do Trung Quốc đã chuyển đổi cái mô hình sản xuất nên giảm mua tài nguyên của Úc. Thì không ngại khi nói ra Úc giàu là do bán tài nguyên cho những nước khác. Mình không phân tích sâu về kinh tế, chỉ nói tóm tắt thì tỷ lệ dân bản xứ thất nghiệp đang tăng đều khoảng 5% trước khi dịch Covid xảy ra luôn á. Cho nên là chính phủ chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn sự nhập cư. Lưu ý tình trạng này đã diễn ra nhiều năm gần đây rồi, còn dịch thì nó sẽ xảy ra. Một khi nó xảy ra sẽ làm mọi thứ thêm rắc rối thêm. Người dân Úc không thích nhập cư, họ sợ người nước ngoài nhập cư sẽ cướp việc làm của người bản xứ. Nhưng chính phủ không thể nói trắng ra là chúng tôi không cho nhập cư, vì nói như vậy họ sợ là các trường đại học không bán được những suất du học nữa. Bạn biết là dân số chỉ có 25 triệu dân thôi, quá trời trường đại học luôn, không giới hạn tuyển sinh. Và du học sinh các bạn phải đóng gấp 3 lần sinh viên bản xứ, vậy là cái nguồn thu cực lớn, không phải chê đại học Úc. Chứ nếu người ta xem trọng cái bằng cấp thì người ta sẽ chọn Mỹ hay Anh, những cái nước có xếp hạng cao hơn. Chứ tại sao lại chọn Úc? Có phải vì là vậy định cư Úc nó sướng hơn Mỹ ban hay không? Bỏ chính sách đi du học định cư thì kinh tế lại càng khó khăn, nên chính phủ sẽ nói tránh. Du học sinh sau khi học xong có thể đi làm 2 năm rồi đủ điều kiện thì có thể định cư. Vấn đề là họ sẽ nâng cái điều kiện định cư lên cao, gần như là vô lý. Giờ thì các bạn muốn du học xong định cư thì xác định là phải luyện IELTS ít nhất là phải 7 chấm, trung bình là phải IELTS 8 mới dễ nói chuyện. IELTS 9 là cao nhất, tức là họ sẽ đòi hỏi gần như là hoàn hảo. Bạn IELTS 7 thì cũng phải đi ra vùng sâu vùng xa, do mấy cái vùng này nó chán, ít việc, cho nên là bạn phải chịu khó ở đó 3 năm thì họ bạn sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, bạn học giỏi là vậy đó, nhưng phải chọn những cái ngành ưu tiên của chính phủ. Tiếng Anh gọi là handyman. Tại sao lại có những ngành này? Là do những ngành này lương thấp, không chỉ vì nó cực, khó học mà dân Úc lười quá không chịu làm nên nó thiếu. Bạn làm thì họ cho bạn là bạn thấy vô lý ở chỗ là mình đủ điều kiện, tức là mình học giỏi, xong là phải đầy ra nơi xa rồi phải chọn những công việc khó khăn. Ví dụ như là y tá chẳng hạn, có khi là bạn không thích nhưng vì để lấy quốc tịch nên các bạn cắn răng mà học. Có đáng hay không? Trả trách mấy cái ngành đó là thiếu hoài à. Tại vì người ta có quốc tịch rồi, người ta lại di chuyển tới cái vùng thành phố đông dân rồi nhiều cơ hội việc làm hơn. Tại vì người ta không thích cái ngành đó nữa.
hay là cái ngành đó nó cứ thiếu hoài. Mà bây giờ bạn chưa có quốc tịch mà các bạn muốn đi kiếm việc làm thì cũng chả ai cho làm. Chính phủ nhấn mạnh là từng có cơ hội kiếm việc làm, nhưng thực tế là cơ hội gần như là rất là thấp. Mình có bạn, người bạn là tốt nghiệp loại giỏi ở Đại học Melbourne, là đại học top nhất nhì ở Úc, xin việc ngân hàng Commonwealth. Cái tuyển dịch viên hỏi là phỏng vấn là có bằng cấp ok, tiếng Anh ok luôn. Hỏi mấy cái mày có thường trú hay là quốc tịch chưa? Bạn mình nói là chưa. Cái là nó kêu về kiếm quốc tịch đi rồi quay lại. Đây là luật bất thành văn ở Úc nha. Các công ty chỉ ưu tiên tuyển người bản xứ thôi. Ngay cả khi mà đồng ý tuyển, chị bảo lãnh cho cái người đó nộp lên bộ di trú, họ sẽ hỏi lại là tại sao không mướn người bản xứ mà lại đi mướn người nước ngoài, còn nói là không có đúng không, để họ kiếm cho. Tại vì người xin thất nghiệp rất là nhiều, cho nên là thực ra là bạn làm cái nghề mà dân Úc không chịu làm có khi dễ lại hơn. Không phải vì nó khó mà là vì nó cực, lương thấp, cho nên dân bản xứ chê, không chịu làm thôi. Và nếu như bạn chịu làm thì bạn sẽ bị bóc lột. Nên mình nói ngay từ đầu là các bạn phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên là cho dù biết là các bạn phải trả giá rất đắt, nhưng rất nhiều người vẫn trả giá. Trong đó có Thi, thực tế là Thi đã tốn 9 năm để có được thường trú. Đơn giản là mình không giỏi. Mặc dù vậy thì Thi vẫn còn may mắn chán. Tại vì bạn bè Thi kiểu như là cố đó bên sôi, trụ bên này hơn 10 năm, lên tới hai bằng thạc sĩ và cuối cùng vẫn phải về nước. Tại vì sức cùng lực kiệt mà vậy mới chết. Bạn về nước với hai tấm bằng thạc sĩ như vậy là vô dụng, bởi vì bạn đâu có kinh nghiệm làm việc đâu. Khoe bằng thạc sĩ ra làm cái gì này ha. Gia đình những cái người này chỉ đủ tiền cho họ đi học một bằng cử nhân thôi, sau đó thấy chưa đủ điều kiện thì bà này sẽ học cao lên để hy vọng được cộng điểm. Vấn đề ở chỗ là học bao lâu để có bằng, mà ngày 1 tháng 7 hàng năm bộ di trú sẽ siết luật ngày càng khó lên. Các bạn đu theo luật thì không bao giờ đủ kịp, mà tiền đâu học hoài. Học 10 năm cha mẹ chỉ phụ được vài năm đầu thôi, nếu học tiếp thì những cái này phải tự bơi, đâu phải gia đình nào cũng có đủ tiền cho con mình học hoài đâu. Mà tiền học đâu có rẻ, vậy là đi làm chui. Không bàn đúng hay sai ở đây, chỉ biết là làm chui thì làm gì có nhiều tiền. Vậy thì đóng học phí, chi tiền sinh hoạt xong là không còn đồng nào. Đến khi các bạn về nước, các bạn chỉ có vài tấm bằng đại học thạc sĩ vô nghĩa thôi, vì kinh nghiệm của các bạn có được chỉ là đi làm chui. Các bạn mất chính là tuổi trẻ và cơ hội. Tôi biết có những người học thạc sĩ nước ngoài về đi chạy Grab, sau đó mượn tiền cha mẹ kinh doanh riêng, chứ xin việc làm là chắc hơi khó rồi đó. Theo trình tự, nếu các bạn chưa có kinh nghiệm và các bạn còn trẻ kiểu như 22, 23 tuổi thì họ sẽ dạy việc cho các bạn. Còn nếu các bạn 28, 29 tuổi thì không có dạy gì nữa, lúc đó chỉ có xài thôi. Không xài được là loại. Vậy thì du học trễ, về trễ thì xác định là mất cơ hội. Vậy thì du học để định cư nó có đáng để bạn đánh đổi hay không? Mỗi người tự trả lời giúp mình trong cái phần comment bên dưới nha. Ý kiến của các bạn sẽ giúp cho nhiều người nhanh ra quyết định là nên ở hay về đó. Thực tế thì du học chỉ có ích nếu các bạn có thể đem một cái mô hình thành công nào đó ở nước ngoài có tiềm năng áp dụng được trong nước, như là mô hình này. Một phút giới thiệu nhé. Đây là Vi. Cô ấy đang phải ở nhà thường xuyên hơn để chống dịch Covid-19. Giấc ngủ cô ấy gần đây không tốt vì thời tiết chuyển sang mùa hè nên nhiệt độ càng lúc càng nóng. Vi phải mua quạt treo tường nhưng lại không biết gắn. Làm sao bây giờ? Thử xài ứng dụng nhiệm vụ xem. Tìm helper. Đầu tiên mô tả nhiệm vụ đơn giản cùng vài hình ảnh minh họa. Vi muốn trả cho công việc này 50.000 thôi. Cách đó không xa, Nam là chàng trai trẻ dưới quê mới lên Sài Gòn tìm việc. Nam thấy nhiệm vụ của Vi và quyết định chào giá. 80.000 đấy chị ơi, đồng ý em chạy qua ngay. Công việc hoàn tất, Vi có thể đánh toán online và để lại đánh giá. Lại còn được bảo hành nữa chứ, quá tuyệt vời. Ok, Vi muốn nhờ thêm nhiều helper nữa. Thay mới bóng đèn chập chờn, hay sơn mới là tường nhà bếp. Cảm ơn nhiệm vụ trợ giúp đỡ, stay home. Cứ ở nhà, có khó khăn, có người tới giúp. Và bây giờ bạn có thể tải miễn phí nhiệm vụ trên Google Play hoặc Apple Store để giúp nhau vượt đại dịch. Bây giờ quay trở lại chủ đề của chúng ta nè. Lầm tưởng thành công là do du học. Tuy đi du học nên gặp gỡ những cái bạn là con ông cháu cha đi du học cũng khá nhiều. Khúc này thì chỉ nói trong phạm trù con ông cháu cha thôi nha. Mấy đứa đó kiểu gì cũng được chấp cánh cho một cái vị trí trong cơ quan doanh nghiệp vốn sở hữu nhà nước của cha mẹ tụi nó, trừ phi là tụi nó chê thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là vị trí trong cơ quan cũng phải bỏ tiền ra mua. Tại giờ nhiều cán bộ có điều kiện rồi, nhưng bây giờ chịu bỏ tiền ra mua rồi đó, nhưng cũng khá nhiều người có thể mua được, mà giờ sợ danh tình dèm pha nên bây giờ sẽ xét bằng cấp. Đứa nào có bằng cấp nước ngoài thì mua dễ hơn, nên con cái cán bộ bây giờ là đứa nào cũng đi du học hết, học ba cái trường làng gì bên đó, cầm được tấm bằng về nước để hợp thức hóa vị trí thôi. Bên đó kể cho mình nha, chứ mình chỉ thuật lại thôi, tin hay không thì tùy bạn. Trường hợp khác cũng do mình quan sát, một số đứa cha mẹ làm chủ doanh nghiệp, tụi nó qua đây cũng chọn những cái trường làng. Mình gọi là trường làng ở đây á, là để ám chỉ một số những cái trường bên này họ bán bằng cấp á. Ý là bạn sẽ cứ đóng tiền, nộp đủ bài, thi thuyết trình thì chui vô cái team này giỏi tí, thì không rớt là được. Tức là dùng chiêu trò để có thể tốt nghiệp. Còn bên này thì suốt ngày đi du lịch, mua sắm,
xong là về Việt Nam làm phó giám đốc công ty gia đình, gọi là hợp thức hóa thôi. Học để tốt nghiệp bằng cấp U thì nó khó, chứ để chỉ để pass thôi thì nó rất là dễ. Ở đây là mình không nói tất cả du sinh đều như vậy, chỉ một bộ phận nhỏ, nhưng cái bộ phận này là dễ lên báo, kiểu như là doanh nhân trẻ thành đạt ABC gì đó, nên nhiều người lầm tưởng là cứ đi du học về là thành công, nhưng thực tế là họ đã thành công ngay từ lúc sinh ra rồi. Các bạn nếu không ở trong hoàn cảnh này thì không cần phải đi du học. Rồi các bạn đừng nghe vài YouTuber hay là influencer nổi tiếng trên mạng chia sẻ là mình đi du học Mỹ rồi đi học Anh, xong vô tình nổi tiếng trên mạng nhờ một số những phong cách sống mới lạ, rồi nhờ những kiến thức mà học được ở nước ngoài, tư duy mình khác biệt, giờ mình tự làm quảng cáo cho các nhãn hàng nên mình bla bla bla. Cái đó vớ vẩn. Giỏi chưa hẳn đã giàu. Nổi tiếng không đồng nghĩa với việc kiếm được nhiều tiền. Bạn làm gì kiếm được tiền trong một thời gian ngắn như vậy để mua nhà mua xe? Nhờ tiền quảng cáo YouTube à? Tuy không chắc lắm về vấn đề này. Nhờ đi làm công ăn lương à? Không người chủ nào chịu trả lương cao hơn mà bằng lương Việt Nam chỉ vì bạn có tấm bằng đại học ở nước ngoài cả. Cho dù bà là influencer, có nhiều người follower, bà nổi tiếng là do có kế hoạch hay do hên. Không phải du sinh nào làm YouTuber cũng nổi tiếng, có triệu view. Còn thực tế trực tiếp kinh doanh bằng bán hàng á, thì bạn phải có vốn. Muốn lời nhiều thì phải mua được nguồn hàng giá rẻ, muốn mua rẻ thì phải mua sỉ, mà nếu bán hàng chất lượng cao thì mua sỉ cũng tốn rất là nhiều tiền. Vốn từ đâu ra? Mượn ngân hàng hay là bởi gia đình? Còn nói là tự lực kiếm tiền thì lâu lắm, trừ phi là may mắn làm ngay một phi vụ nào đó rồi giàu luôn. Cái này thì chỉ gọi là hư hữu thôi, không thể coi là công thức có thể nhân rộng được. Bản thân họ làm rồi, bây giờ họ làm lại chưa chắc họ làm được. Tóm lại, YouTuber nổi tiếng chả phải do du học gì đâu, mà họ có sẵn tài nói do cái duyên của họ. Đến đúng lúc, nhiều người chả cần đi du học cũng có thể nổi lên được. Du học sinh chỉ là một cái điểm nhấn để tạo sự khác biệt, có câu chuyện nền để kể. Những người này không thể đại diện cho sự thành công nhờ du học, vì xuất phát điểm gia đình của họ đã có sẵn điều kiện, đã có sự đảm bảo cho sự thành công của họ rồi. Câu chuyện được kể theo hướng này rồi cái dấu hướng kia để làm cho hình ảnh của họ thêm phần lung linh thôi. Các bạn không thể nào bắt chước, xuất phát điểm quá khác nhau. Tóm lại, phụ huynh cho con em mình đi du học cần xác định rõ, nếu dư tiền thì cứ việc cho đi, nhà có điều kiện mà, còn nếu không thì chỉ đi khi các bạn có suất học bổng du học thôi, hoặc là du học ở một số nước miễn tiền, miễn học phí như là Đức. Thì có anh họ đi Đức du học hoàn toàn miễn phí, học ra trường thì làm cho công ty BMW ở bên đó luôn. Bây giờ thì một số nước châu Âu cũng cho học miễn phí, các bạn phải tự tìm hiểu thôi. Còn nếu đi du học để định cư thì phải nghiên cứu kỹ chiến lược trước, chứ không phải qua tới nơi rồi mới suy nghĩ là cứ học xong rồi tính tiếp, tính không kịp đâu. Còn lại thì thôi, tiền bạc có hạn thì không cần phải cố đóng ăn xôi, không khéo lỡ nhảy lên lưng cọp rồi không biết xuống như thế nào, lại tiền mất tật mang. Có rất nhiều cách để kiếm tiền ngay tại Việt Nam, bạn chỉ cần siêng năng và khao khát học hỏi thôi. Phần còn lại, cơ hội và nhân duyên sẽ tìm đến bạn. Ví dụ như là dự án nhiệm vụ mình đang làm, hiện các bạn tạo hồ sơ xin việc ngay trên app, sau đó có thể xuất CV ra file PDF rất là tiện dụng. Khi các bạn chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng của các bạn cho chúng tôi thì chúng tôi có thể sẽ giới thiệu các bạn đến những cơ hội việc làm ổn định, không chỉ trong nước mà trong tương lai còn có thể ở nước ngoài. Nếu các bạn đủ điều kiện, ngay cả khi các bạn chờ việc làm, bạn vẫn có thể trở thành helper, người giúp đỡ, để đi giúp đỡ mọi người. Nếu bạn đã coi đến đây thì biết chắc bạn là người ham hỏi. Bây giờ chỉ cần các bạn nói ra bạn là ai, khả năng bạn là gì, bạn cần gì. Nhiệm vụ tin rằng chúng tôi sẽ có giải pháp cho bạn. Hãy share video này đến những người bạn của bạn nhé. Và đừng ngại để lại comment ở bên dưới nếu các bạn có câu hỏi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.